thời gian trước đây khi hoạt động trong nhóm HKT có rất là nhiều anti fan, có rất là nhiều những lời lẽ cũng như châm biếm mình á. Bọn em cũng khuyên nhau nên mạnh mẽ, mình hãy đạp lên dư luận và mình hãy lắng nghe những gì mà khán giả họ nói. Càng ngày em càng rất là hãnh diện khi mà mình biết lắng nghe khán giả và mình đã thay đổi được những cái gì mà khán giả họ mong muốn. Đấy cũng là một trải nghiệm, giống như một trải nghiệm để đưa ra một cái gì đó gọi là trưởng thành. Nghệ thuật là một đam mê của mình từ nhỏ rồi, thì kinh doanh là chỉ là mình kinh doanh, mình muốn có một cái kinh tế phụ theo. Em cũng thích làm nghệ thuật nên em muốn trốn đi thì về bị đánh, về đánh là nát bét luôn, rồi xong thì mới không cho em đi biểu diễn nữa. Xin chào quý vị, Minh Đức lại trở lại với quý vị trong chương trình Chuyện của Sao, và cùng với những ngôi sao đến đây chia sẻ những câu chuyện mà có thể là sau rất nhiều năm tháng quý vị yêu mến hâm mộ họ, nhưng hiếm khi được nghe chính họ chia sẻ những câu chuyện mà quý vị luôn muốn biết. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta vô cùng thú vị. Minh Đức tin là rất nhiều các khán giả trong chương trình này, trong đó có nhiều bạn trẻ hẳn đã lớn lên cùng với hình ảnh của chàng trai này và những người bạn của mình, và âm nhạc mà họ mang đến, một trong những nhóm nhạc gây tranh cãi nhiều nhất của nhạc pop Việt Nam, nhóm HKT. Vâng, nhắc đến cái tên đó là mọi người đã hình dung ra ngay những cái hình ảnh và những bài hát mà họ mang đến như thế nào rồi. Và hôm nay, chàng trai trưởng nhóm, người có một lượng fan hùng hậu cho riêng mình, đến đây cùng với Minh Đức chia sẻ câu chuyện của mình. Chúng ta cùng chào đón Titi. Nhạc Việt từng có một nhóm hát nam ba chàng trai với tạo hình và phong cách khác thường, trở thành đối tượng của những tranh cãi gay gắt một thời. Nhóm HKT. Thời gian trôi đi rất nhanh, những chàng trai của HKT ngày ấy nay mỗi người một con đường khác nhau, và người đang có sự trở lại ngoạn mục nhất là trưởng nhóm Titi. Từ một chàng trai trốn nhà đi hát, phải âm thầm theo đuổi đam mê trong nhiều năm, cho đến ngày được tỏa sáng với tình yêu ca hát của mình. Qua những năm tháng vừa tận hưởng vinh quang, vừa đối mặt với bao lời khen tiếng chê dữ dội khi vẫn đang ở ngưỡng tuổi mới lớn, đến khi thực sự trưởng thành, biết được giá trị bản thân, biết lùi xa ánh hào quang để tìm một con đường riêng cho mình, Titi sẽ kể lại cho khán giả Chuyện của Sao một cách chân thành và thân thiện về những dấu mốc đáng nhớ đã làm nên con người mình hôm nay. Xin chào Titi. Dạ, xin chào anh Minh Đức ạ. Xin chào tất cả các khán giả của chương trình Chuyện của Sao. Mình là Titi. Hôm nay mình rất là vinh dự khi được mời đến một chương trình khá là thú vị này. Mọi người thấy cái hình ảnh này đó, Titi của ngày hôm nay hẳn là rất khác với Titi của ngày xưa đã đành rồi. Minh Đức, mà trước khi bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay ấy, mình cũng thể tìm lại xem là những thông tin cập nhật gần đây nhất và hình ảnh gần đây nhất của Titi là như thế nào. Thì nó vẫn là một hình ảnh hot boy mà người vẫn thấy thôi, nhưng mà hôm nay có vẻ là hình ảnh là một người đàn ông trưởng thành hơn rất là nhiều, để râu này đó, hình như mới đúng không, bộ râu này là mới toe đúng không? Dạ đúng rồi, em mới để trong thời gian gần đây thôi. Tức là em quyết định để nó như là nó sẽ là một phần hình ảnh của mình. Dạ, chắc có lẽ đây là một phần hình ảnh của em về sau nữa. Đấy, thì chính vì thế mình lại thắc mắc là bây giờ trong hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, trưởng thành như thế này rồi, liệu thì cái nghệ danh Titi nó còn phù hợp không? Thật sự thì khi em có hai lĩnh vực, là một lĩnh vực nghệ thuật và một là lĩnh vực kinh doanh. Thử thì em, cái tên Titi của em thì khi mà mình đi diễn hoạt động nghệ thuật thì mọi người có thể gọi em là Titi. Còn khi mà em hoạt động kinh doanh thì mọi người có thể gọi em là Mr. Titi. Và mọi người đều bị bất ngờ vì hình ảnh lúc mà là Titi mang đến, nó không còn là một cái chàng trai ở tuổi mới lớn, tóc dựng ngược lên rất là nhiều màu, mà là một hình ảnh một chàng hot boy lịch lãm ở cái tuổi trưởng thành, có lẽ đang bước vào độ chín của cuộc đời. Ti có chuẩn bị sẵn cho một cái sự trở lại mà đầy bất ngờ cho mọi người như thế? Thật sự thì cái tuổi nghệ thuật của em thì cũng khá là dài, và em rất là vui khi đến tận bây giờ thì tất cả các bạn đều nhớ đến em, nhớ cái tên Titi của em đã gắn bó với các bạn từ ngày xưa đến bây giờ. Thì thật sự thì mỗi một thời gian thì chắc có lẽ là mình sẽ thay đổi từng ngày để mang đến như một cái hình ảnh gì đó từ thời bé đến thời trung niên và những thời trưởng thành. Em muốn thay đổi những hình ảnh đó để làm mới mẻ bản thân em hơn. Nhóm HKT ngày xưa, các bạn muốn đưa ra một cái mô hình nó rất là mới so với thị trường Việt Nam lúc đó, bởi vì nó quá mới, nó quá lạ, cho nên nhiều khi là các bạn bị ném đá một cái rất là oan ức. Thực ra mình cũng muốn làm một cái gì đấy nó mới mẻ thôi, nó cũng khác với những cái gì đang có. Thế thì sau này khi mà Titi bước ra khỏi nhóm và tạo dựng một con đường riêng cho mình,
thì TT có thấy rằng là những cái mà ngày xưa nhóm mình đã làm, tức là những cái gọi là đột phá, những cái gọi là mới mẻ, những cái khác lạ như thế, nó giúp được gì cho mình trong việc tạo dựng con đường mới của mình bây giờ? Thời gian đó là một thời gian rất là áp lực. Thời gian trước đây khi hoạt động trong nhóm HKT thì có rất là nhiều anti-fan, có rất là nhiều những lời lẽ giống như châm biếm mình á. Thì thật sự thì bọn em cũng khuyên nhau nên mạnh mẽ, mình hãy đạp lên dư luận và mình hãy lắng nghe những gì mà khán giả họ nói, và lúc đó mình sẽ thay đổi được bản thân và thay đổi được cái con đường nghệ thuật của mình. Thì càng ngày thì em thật sự thì càng ngày em càng rất là hãnh diện, rất là vui khi mà mình biết lắng nghe khán giả và mình đã thay đổi được những cái gì mà khán giả họ mong muốn. Đấy cũng là một trải nghiệm, giống như một trải nghiệm để đưa ra một cái gì đó gọi là trưởng thành. Thực ra thì bây giờ mọi người nói gì thì nói, chứ bây giờ nhìn lại cái quãng thời gian đó, anh Minh Đức nghĩ rằng là TT và những bạn của mình hoàn toàn có thể tự hào là mình đã có một cái thanh xuân rất là sôi nổi, đúng không? Đấy, tức là mình đã làm được những cái chuyện mà có thể là coi như là rất là điên rồ đi. Đấy, và mình cũng đã dám làm và đã đi qua một cái giai đoạn đáng nhớ như thế. Bây giờ thì theo thời gian thì có thể là những fan của HKT ngày đó họ cũng đã lớn lên, họ cũng đã trưởng thành, và có thể cái thị hiếu của họ cũng đã thay đổi. Thì TT gặp lại những cái fan ngày đấy thì họ thường chờ đợi cái gì ở TT và những thành viên của HKT ngày đó bây giờ mang đến cho họ? Em cũng chưa biết là mọi người, tất cả các fan của mình hồi nhỏ và bây giờ đã lớn lên thì không biết họ đang cần điều gì. Nhưng mà cái điều mà em hiện tại em đang mong muốn là em thay đổi một cái hình ảnh của mình kiểu một nghệ sĩ và một doanh nhân. Đấy, tức là ở đây á, ngay từ lúc đầu thì TT đã nhấn đến việc mình có hai cái tên, một cái tên nghệ sĩ và một cái tên doanh nhân. Cũng như bây giờ TT nhắc lại là mình muốn duy trì cả hai cái đấy. Thì cái này thực ra thì cũng trong một số buổi trò chuyện trước đây ở Chuyện Của Sao ấy, cũng có những nghệ sĩ đến đây và họ cũng làm kinh doanh, và họ cũng chia sẻ là có những cái khó cho họ trong việc là duy trì cả hai cái việc đấy, nhưng đồng thời cũng có những cái thuận lợi để có thể tương hỗ qua lại. Nhưng mà thường ấy thì là những người nghệ sĩ mà làm kinh doanh ấy thì thường là họ đã nổi tiếng rồi, tức là có một cái sự nghiệp về nghệ thuật tương đối ổn để có thể là có thêm cái tay trái, và cái danh tiếng trong nghề nó sẽ giúp mình rất nhiều trong cái việc là phát triển cái việc kinh doanh đấy. Còn đối với TT thì sao? Thời điểm này thì cái gì nó đang giúp cho cái gì nhiều hơn? Thật sự thì giữa hai con đường thì chắc chắn như anh Minh Đức nói thì tất nhiên phải hỗ trợ nhau. Vì hai thứ hỗ trợ nhau thì lúc đầu em khi mà bước ra kinh doanh thì rất là khó khăn. Mình phải tìm một cái con đường của mình đi, mình phải xây dựng một cái hướng kinh doanh của mình sau đó cho thật tốt, để nó không có bị giống như là giữa nghệ thuật và bên kinh doanh thì nó bị xáo trộn với nhau, để nó sắp xếp được hai cái việc đó. Đấy thì, nhưng mà trong thời điểm này á, thì nói một cách cụ thể là cuối cùng thì cái việc đi hát và cái việc kinh doanh ấy, cái nào nó mang lại cho mình nhiều tiền hơn? Dạ, nhưng thì nghệ thuật là một đam mê của mình từ nhỏ rồi. Thì kinh doanh là chỉ là mình kinh doanh, mình muốn có một cái kinh tế phụ theo. Trong những cái chia sẻ của TT ấy, xung quanh cái sự trở lại thì nó có một cái câu chuyện có thể được diễn ra rất là lâu rồi, mà tự nhiên là khi mà anh Minh Đức đọc ấy thì mình thấy là nó cũng rất là thú vị để có thể chia sẻ lại. Đó là TT kể là cái lúc mà thời điểm mới gia nhập nhóm ấy, phải trốn gia đình để đi diễn, và khi mà bị phát hiện thì bị đánh, bị bố mẹ đánh. Thực ra thì cái điều này có thể là đối với nhiều gia đình thì cũng là bình thường, nhưng có thể đối với nhiều người nhìn vào cũng thấy hơi ngạc nhiên, và nhiều người chỉ mong con mình nó có tài năng nghệ thuật để nó đi biểu diễn, để nó thành người nổi tiếng, huống chi đây con mình đắt xô mà lại đánh. Thì ở cái thời điểm mà ngày đó thì gia đình muốn hướng TT đến một cái vị trí, một cái hình ảnh như thế nào mà lại có vẻ khắt khe với cái sự đi hát của TT như thế? Dạ, ngày xưa thì cha với mẹ em thì giống như không có một cái mong muốn con mình phải đi đây đi đó, và muốn con mình phải học thành tài, muốn học phải đến nơi đến chốn, phải đến trường và học giống như bao người, không có một cái ý nghĩ là cho con mình là đi vào con đường nghệ thuật. Kiểu giống như là không chấp nhận được điều đó. Thì em không biết sao nữa, em cũng thích làm nghệ thuật nên em mới trốn em đi. Đi thì về bị đánh. Thì có nhớ là phải mất bao nhiêu lâu từ cái lần đầu bị đánh cho đến lần cuối cùng bị đánh vì đi hát không? Em bị khoảng thời gian cũng lâu đấy. Bởi vì thời gian đầu là em hay leo hàng rào ra, khoảng tầm đến 8-9 giờ là em đòi em vô ngủ. Thường thì em lúc đó em đi học thì em có ngủ một phòng riêng. Hồi đấy là học lớp mấy rồi nhỉ? Lần đầu tiên đi hát là học lớp mấy? Lúc đó như em học lớp 9, 9-10 gì. Tối lại thường là em nói dạ chắc hôm nay con ngủ sớm để sáng mai con đi học. Là em mới vô mới lấy cái gói ôm, với lại cái lúc đó là cha em cũng làm cắt tóc á. Thì em mới lấy cái đầu tóc giả. Em vào cái em để em chùm cái mền lại.
Thì thường thì có cái cửa sổ bên cái phòng của em, thì cha với mẹ em lúc nào đi ngang thì cũng nhìn vô coi con mình nó ngủ chưa. Em hay, chứ em hay đọc truyện đêm á. Cha mẹ em nói sao con mình dạo này nó ngủ sớm mà nó ngủ mà nó có một thế một à. Sau một thời gian cũng khá lâu, cũng khoảng 15 ngày, gần đâu nửa tháng, gần tháng gì đấy, thì bắt đầu mới vào kiểm tra thì bật ra thấy một phát là về xong luôn. Về đánh là nát bét luôn. Rồi xong thì mới không cho em đi biểu diễn nữa. Thì lúc đó thì ông bầu mới là cần em đến đi biểu diễn, nhưng mà ba mẹ không, cha mẹ không cho. Thế là chú bầu qua nói chuyện với lại cha với mẹ, thì mới xin cho em đi đi hát. Thì lúc đó thì em vừa đi học là vừa đi hát. À đấy, tức là nghe ly kỳ y như là trong một bộ phim rồi đấy. Có lẽ là có thể là nhiều khi ba mẹ đánh không hẳn là vì cái chuyện đi hát, mà vì cái tội dám trốn ra khỏi nhà ban đêm chăng, là như một cái biểu hiện, một cái sự nổi loạn của tuổi trẻ hay chăng? Dạ đúng rồi, chắc có lẽ là nghĩ là em chưa có hiểu biết về nghệ thuật lúc đó. Thời đó thì cũng khá là lâu rồi, đúng là vào năm 2003, 2002 gì đấy. Thì lúc đó chắc nghĩ con mình là trốn, là đi chơi, đi quậy phá ở ngoài thôi. Đấy thì cái lúc mà nhóm HKT nổi nhất, đình đám nhất, tức là cả nổi tiếng lẫn tai tiếng, tức là những cái hình ảnh nó gây ra những cái tranh luận rất là trái chiều, thì lúc đấy thì cha mẹ của Titi có biết cái chuyện đấy không, và họ nghĩ như thế nào về cái hình ảnh mà con mình đang theo đuổi? Thực sự thì khi mà em bước vào nghệ thuật á, thì cha với mẹ ít có quan tâm, tại vì cha với mẹ có công việc riêng á, kiểu nghĩ là con mình đi ra kiếm tiền, đi làm kiếm tiền thôi, nhưng mà chưa nghĩ là em nổi tiếng như vậy. Thì thật sự thì khi mà em được tất cả mọi người biết đến, thì em mới gọi điện về em nói với cha em là em đã nổi tiếng rồi, em đã là một ca sĩ, em đã nổi tiếng rồi, nhưng mà cha không tin. Thì có một lần em dành một thời gian về dưới quê, thì mới là dắt cha đi ăn ở xóm. Thì từ ngay chỗ quán phở với lại nhà em thì khoảng chừng một cây số gì đó, có xe nhưng mà không đi. Lúc đó em cũng run lắm. Mình đã nói với cha mình là mình nổi tiếng, nhưng mà không biết là sợ mà đi ra đường người ta không biết thì mình mắc cỡ lắm. Xong em cũng mới thử luôn. Thì tình cờ cái em mới dắt cha em đi bộ đi xuống quán phở ăn. Thì cũng rất là may mắn và cũng rất là vui. Khi đang ngồi ăn thì tất cả các bạn xóm làng cô chú rồi kéo ra, giống như là có một cái gì đó. Mình đến nỗi các anh công an ra phải dẹp đường cho xe đi nữa. Thì lúc đó em quá vui mừng luôn. Lúc đó em có thể chứng minh được một cái gì đó cho cha mình biết là con đường của con chọn đó là đúng đắn. Nhưng mà đấy, khi mà rời khỏi nhóm, tức là không hoạt động trong nhóm nữa, và trên các con đường trở thành một người đàn ông như hình ảnh ngày hôm nay đấy, thì Ti nhận thấy rằng là cái tình cảm của khán giả ấy, nó với mình nó có thay đổi nhiều không? Mình có rơi vào cảm giác là mình ngày xưa mình đi đến đâu ấy là bao nhiêu người đi theo, bao nhiêu người tò mò kéo nhau ra muốn chụp hình, muốn xem, và đến bây giờ có thể họ không còn nhận ra mình nữa vì mình đã quá khác. Thực sự thì điều này thì em cũng đã có thử thách mình, thử thách coi xem coi tất cả các bạn còn nhớ đến mình không. Thì em cũng hay hoạt động ngoài xã hội, em cũng hay đi đến đây đến đó làm từ thiện, hoặc là có những cái hẹn hò với bạn bè ở ngoài đường, ngoài phố để xem coi không biết hình ảnh của mình họ còn có nhớ không. Nhưng mà em rất là vui, xin gửi lại là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn nhớ đến những hình ảnh của Ti ngày xưa, và kể cả bây giờ khi mà thay đổi thì mọi người cũng đã nhìn nhận được điều đó và cũng nhận ra Ti khi mà gặp Ti lần đầu ở ngoài đời. Xin cảm ơn Ti đã dành thời gian đến với Chuyện của Sao trong khuôn khổ rất là nhỏ bé này để chia sẻ một phần câu chuyện của mình. Hẳn là các fan của HKT ngày hôm nay sẽ rất là vui khi được nghe lại những câu chuyện ít khi được kể như thế. Xin chúc Ti có thêm thật nhiều niềm vui và thành công. Dạ, em xin cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Minh Đức đã cho em chia sẻ cuộc sống nghệ thuật và cuộc sống ngoài đời của em một chút trên chương trình Chuyện của Sao. Và đến đây thì Minh Đức cùng với ca sĩ Ti hay là doanh nhân Mr. T xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.